Dạ rồi em chào anh chị nha. Dạ vâng anh chị, cho em xin phép được hỏi anh chị tên là gì và đến từ đâu? Em ở Xuân Lộc, Đồng Nai. Chị tên là gì ạ? Em Võ Thị Kiều. Còn anh trai? Còn đây là tên Vi Đức Quang, đến từ Đồng Nai. Hai anh chị là hai vợ chồng đúng không ạ? Là cha và mẹ đúng không ạ? Về đây để nhờ anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải giúp đỡ vụ việc đó là tìm con. Dạ em xin phép được chuyện trò cùng với chị trước ha. Chị có thể cho em cũng như cho tất cả cô chú anh chị được biết con nhà mình tên là gì? Võ Thị Kiều Vân. Bé năm nay nhiêu tuổi rồi chị? Dạ 14 tuổi. 14 tuổi. Dạ. Bỏ nhà đi lâu chưa? Dạ ngày 31. 31 tháng 8. Dạ 2015. Con gái nhà mình còn đi học không? Dạ còn. Đang học lớp mấy? Dạ lớp 7. Lớp 7. Khi bỏ đi là con gái nhà mình có đem theo phương tiện quần áo tài sản gì không? Dạ không có tài sản, có quần lấy quần áo thôi, lấy mấy bộ quần áo Ồ. với cái cặp thôi, không có đồng, không có ngàn nào trong người hết. Nhà mình có camera Dạ có camera mà nhìn không thấy. không? Không thấy à. Trước khi con bỏ đi á, những ngày trước á, bản thân anh chị có la dạy gì các con không? Dạ không. Không có la à. Mình có thấy con mình có dấu hiệu gì bất thường không? Dạ không. Thấy bình thường. Tại vì chiều tối nó còn giỡn em mà. Dạ, tất cả các mối quan hệ bạn bè anh chị có nắm bắt được không? Bạn bè của con có Dạ có bạn bè đi học mà không không mà ý là coi trong tin nhắn thì không thấy đâu hết. không? Con nhà mình có xài điện thoại không? Dạ có. Sử dụng điện thoại liên tục không? Dạ cũng ít khi lắm, nó chỉ coi phim này kia thôi. Anh chị làm công việc gì? Dạ làm nông. Mình có thời gian dành cho con nhiều không? Dạ ít lắm anh. Ất đúng không ạ? Mình đâu biết là con mình làm gì và sử dụng điện thoại như thế nào đâu, đúng không? Tới giờ phút này con nhà mình đi thì mình anh chị nghi con mình đi vì lý do gì? Lý do bị người ta Bị lừa lậu. lừa thôi. Anh chị có sợ rằng chính vì con gái nhà mình xài điện thoại và quen các mối quan hệ trên mạng xã hội không? Sợ các đối tượng dụ dỗ con gái nhà mình không? Dạ. Có sợ không ạ? Sợ chứ. Và lần này đi có phải như vậy không ạ? Mình có nghi điều đó Dạ không? có nghi. 99% Dạ. con nhà mình lần này đi là sập bẫy các đối tượng dụ dỗ trên mạng xã hội. Con nhà mình trước giờ có bạn trai không? Dạ không thấy. Có bao giờ nghe con nhà mình gọi điện nói chuyện thân mật thân thiết với ai đó trên Dạ điện không. thoại không? Dạ không. Rồi khi con nhà mình xài điện thoại, gia đình nhà mình có thấy cái điều gì bất thường không? Dạ không. Không ha, mọi thứ đều bình thường. Con gái nhà mình ngoan không ạ? Dạ con bé suốt ngày đi học về ở nhà không đi đâu chơi hết. Ôm điện thoại nhiều, không chơi ở ngoài nhưng mà chơi trên điện thoại rất nhiều. Có thể chơi các trang mạng xã hội nhưng bản thân anh chị không nắm bắt được. Cái sự việc nhà mình, gia đình nhà mình đã báo cơ quan chức năng công an chưa? Dạ báo rồi. Báo rồi đúng không ạ? Vậy là từ hôm 31 tới nay là mình không có liên lạc được. Dạ không. Không biết Liên điện đường mà bé không bắt máy. Bên bé cạnh là cục gọi luôn, không bắt bé máy. có được xài nữa đâu mà bắt máy Dạ. nha, có người khống chế. Dạ. Nếu mà bé xài được thì bé bắt máy, bé nghe, bé gọi điện về cho gia đình rồi. Dạ. Và hôm nay là mùng 4, tức là 5 ngày trời. Dạ. 5 ngày trời gia đình nhà mình đã tìm kiếm con ở nơi nào rồi? Dạ em tìm vòng vòng khắp nơi hết mà không có, không thấy. Sao mà thấy được, mò kim đáy bể. Sợ rằng tới giờ phút này con nhà mình đang khóc rất nhiều, kêu mẹ ơi, cha ơi, cứu con. Thật sự cái điều đó có thể xảy ra. Thật sự đây lại tiếp tục là một cái câu chuyện rất là buồn ha. Hôm nay là đi học, à ngày mai là đi học rồi nè. Dạ đúng rồi. Hôm nay mùng 4 được nghỉ lễ tiếp. Con nhà mình học lực sao? Dạ. Học là cũng khá. Khá. Thật sự rất buồn ha. Con nhà mình có ăn chơi chứng diện gì không? Dạ Không. không. Không ha. Có bao giờ cãi cha cãi mẹ không? Cũng không luôn. Không ha. Tới giờ phút này thì gia đình nhà mình rất sợ và rất hoang mang về tình trạng con nhà mình 5 ngày trời qua ở đâu làm gì như thế nào. Và lo nhất là cái tình trạng sức khỏe con có được an toàn hay không. Và đặc biệt hơn nữa là ngày mai là tới cái ngày đi học rồi. Đúng không ạ? Rất nhiều điều phải lo. Trên cái video này bản thân chị là mẹ, chị có điều gì chị muốn nhắn gửi tới con gái mình không? Chị gọi tên con ra nói đi. Dạ con bé con em Võ Thị Kiều Anh á, nhắn bé về nhà đi học. Nói với con đi, ngoài đời ngoài đường như thế nào, rất nhiều kẻ xấu Dạ. về với cha mẹ, ba mẹ yêu thương con, nhớ con nhiều, nói đi, nói cho con về đi, nói đi.
nói như vậy đó, nói đi. Con ơi, về với mẹ đi. Đi ra đường nhiều người cả xấu lắm, về mẹ đi học với em đi con. Rồi, ba nói với con đây nào, cho con về nào. Con ơi, con nói với ba mẹ đi con. Đừng có ra ngoài nữa con. Rất buồn. Thời gian vừa qua anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải ghi nhận rất nhiều cái vụ việc các em, các bé tuổi đời 13, 14 tuổi bỏ nhà đi rất nhiều, và cái nguyên nhân chính đó là quen các bạn và quen các đối tượng ở trên mạng, các trang mạng xã hội. Và qua cái video lần này của gia đình nhà mình thì hy vọng rằng các bậc làm cha làm mẹ cần xem xét lại, chú ý các con hơn, có cách có hướng quản lý các con. Bởi vì hiện nay về tình trạng các con sử dụng điện thoại rất nhiều và quen các bạn trên mạng xã hội rất nhiều, và đã và đang xảy ra cái tình trạng bỏ nhà đi vì các mối quan hệ trên mạng xã hội rất nhiều ạ. Nên rất hy vọng rằng cái video này của nhà mình cũng là một cái lời cảnh tình cảnh giác tới tất cả các bậc làm cha làm mẹ phải xem xét hơn nữa, đừng để tình trạng như gia đình nhà mình bây giờ đâu biết con ở đâu đâu, đúng không ạ? Mình sợ nhất điều gì? Sợ nhất con nhà mình có sợ rằng con nhà mình bị các đối tượng xấu dụ dỗ ép buộc con nhà mình làm những công việc vi phạm pháp luật không? Có sợ không ạ? Có sợ rằng con nhà mình bị các đối tượng bán ép buộc hoặc là đưa vào các quán cà phê chòi không? Quán bia hôm không? Có sợ điều đấy không? Rất sợ, đúng không ạ? Không riêng gì gia đình nhà mình sợ mà rất tất cả mọi người đều sợ và lo lắng. Hy vọng rằng cái video này thì rất mong rằng được sự chung tay góp sức của tất cả cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị có thấy bé như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp cũng như đưa bé sớm quay trở về đoàn tụ cùng với gia đình và tiếp tục cấp sách tới trường. Hôm nay là mùng 4 và ngày mai là mùng 5 là tất cả các học sinh là cấp sách tới trường rồi. Và đặc biệt bé bây giờ là đang lớp 8 ha. Không biết tình trạng giờ này như thế nào. Thì nếu con gái, bé gái có xem được cái video này, thấy cả cha lẫn mẹ về đây nhờ các chú đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương đi tìm con, thì hy vọng rằng con đang ở đâu đó, con hãy nhanh chóng quay trở về để mà đoàn tụ cùng với gia đình. Hoặc trường hợp xấu xảy ra nếu con bị ép buộc khống chế không cho con về thì con hãy tìm đủ mọi cách để mà con liên lạc với các chú qua số điện thoại 0913785858. Con báo cho các chú biết là con đang ở đâu và để các chú có cách, có hướng, có kế hoạch để mà đưa con về một cách an toàn nhất. Và đặc biệt hơn nữa là những đối tượng nào mà đang ép buộc khống chế bé, dụ dỗ bé, không cho bé về nhà, hoặc đã và đang có ý định ép buộc bé làm những công việc nhạy cảm thì hãy nhanh chóng đưa bé quay trở về đoàn tụ cùng với gia đình để cho bé tiếp tục con đường học tập. Còn nếu như cố tình ngoan cố mà gây ra một cái hậu quả gì với bé thì chắc chắn rằng những đối tượng đấy sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, và đặc biệt cái khung hình phạt sẽ rất là lớn, có thể chuyến này sẽ đi rất nhiều năm xa gia đình. Nếu mà cái đối tượng này mà thả con gái nhà mình ra ngay cái lúc này, mình cho cơ hội mấy ngày? Mấy ngày ạ? 3 ngày là nhiều á, cho 1 ngày thôi ha. Nếu những đối tượng này mà đưa con gái nhà mình về thì gia đình nhà mình bỏ qua không? Còn nếu mà cố tình mà không đưa mà gây một cái hậu quả nghiêm trọng thì chắc chắn rằng cho những cái đối tượng này là đi bóc lịch luôn, đúng không ạ? Bởi vì con nhà mình là 14 tuổi, tuổi đang nhỏ mà trẻ em dưới tuổi vị thành niên, bóc rất là nhiều cuốn lịch đấy. Đã rồi, cái sự việc gia đình nhà mình thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận. Thì anh em sẽ cố gắng hết sức nha. Thì mong rằng khi mà tìm được con gái nhà mình rồi thì bậc làm cha làm mẹ có cách, có hướng quan tâm con và có cách quản lý con sử dụng điện thoại đúng chừng mực ha. Mình phải biết kìm cặp, biết con chơi các trang mạng xã hội là trang gì để mình dễ quản lý hơn. Bởi vì cái tuổi của bé đang là cái độ tuổi rất là nhạy cảm, dễ bị hấp thu và dễ bị cám dỗ nha. Cho dù cái công việc kiếm tiền ở ngoài nó quan trọng hoặc là nó mất nhiều thời gian như thế nào, mình cũng phải lên một kế hoạch nhất định để mình dành một cái thời gian cho con nha. Thì toàn bộ câu chuyện sự việc hai vợ chồng anh chị vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Nếu có gì sai trái anh chị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, mình đồng ý không ạ? Vợ chồng anh chị có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên trên khắp các trang mạng xã hội không? Dạ. Dạ, mong muốn gì vậy? Dạ rồi. Thôi thì em không biết nói gì hơn. Cuối video này em chúc vợ chồng anh chị nhiều sức khỏe. Dạ. Và 1-2 ngày tới sẽ có tin vui, đó là con gái nhà mình quay trở về. Dạ.
một cách an toàn nhất nha. Em cũng xin cảm ơn hội hội chị. Dạ rồi. Dạ em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng đã luôn quan tâm chia sẻ giúp đời giúp người cùng với đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải. Em xin chào và xin hẹn lại cô chú ở những video tiếp theo.